chế dự án ma. Không có cái kết quả gì giải thích cho mình cảm thấy là hài lòng và mình rất là lo lắng. Cứ hẹn tới nhưng mà sự thật không có. Mòn mỏi đòi tiền dự án ma. Lách luật là hợp đồng góp vốn. Trường hợp này là trường hợp phải xử lý ngay và xử lý nóng. Cần phải xem xét xử lý hình sự. Nhức nhối với dự án ma. Thưa quý vị, một trong những cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trên các mặt báo tuần qua, công ty địa ốc Alibaba và các dự án ma. Dự án ma là cách mà chính quyền nhiều địa phương đã dựng biển cảnh báo như quý vị đang thấy. Nó dùng để chỉ các dự án không có thật, giao bán đất nền để ở nhưng đất lại là đất nông nghiệp, không đủ pháp lý, không thể xây dựng nhà cửa. Thế nhưng một công ty có tên là địa ốc Alibaba đã lập hàng chục dự án kiểu này, tự ý san ủi mặt bằng, làm đường, làm cột điện, sau đó tự vẽ quy hoạch phân lô bán nền ầm ĩ trong hơn 2 năm qua ở nhiều tỉnh thành phía Nam. Hiệp hội Bất động sản, báo chí, chính quyền các địa phương liên tục cảnh báo, nhưng hàng nghìn nhà đầu tư vẫn lao vào như thiêu thân bởi công ty này cam kết lợi nhuận rất cao. Kết quả là thị trường xáo trộn, chính quyền đau đầu, còn nhiều người chót mua đất thì rơi vào cảnh mất tiền, liên tục phải đi khiếu nại. Nhân viên tư vấn sai về những gì xảy ra ở công ty, đó gọi là ma trận luôn á. Chị Hiền tự nhận mình là người may mắn vì đã kiên nhẫn theo đuổi, sau gần một năm đã đòi lại được 150 triệu đồng tiền gốc đã mua đất từ công ty Alibaba, nhưng tuyệt nhiên không có đồng lãi nào. Sau khi mà lấy được tiền rồi á, nó cũng không cho buông tha nữa, nó kêu một đội ngũ nhân viên của nó dưới trướng hàng sale đó vô, xong rồi khủng bố, tạo nick Facebook ảo rồi để bôi nhọ danh dự gia đình và con cái. Thế đã là rất may mắn. Luật sư Cường đang tư vấn cho nhiều nạn nhân khởi kiện công ty Alibaba vì thanh lý hợp đồng nhiều tháng vẫn không nhận được tiền theo cam kết. Tiền thì toàn chuyển vào tài khoản cá nhân chứ không phải tài khoản công ty. Thậm chí có trường hợp khách đòi rút tiền, Alibaba có dấu hiệu làm giả chữ ký để tự ý thay khách hàng tái đầu tư vào các dự án khác của chính công ty này. Mình có mua 4 lô trong cái Tân Thành Center City 5 của công ty Alibaba bán. Thì lúc bán cho mình là công ty hứa là trong vòng 6 tháng sẽ thu lại cả trả lại cả gốc và lãi cho mình với lãi suất là 15% trên 6 tháng. Thế nhưng hôm nay đã qua 8 tháng rồi nhưng công ty không có trả lãi và gốc lại cho mình. Mục đích của mình là muốn đòi tiền về, không muốn tái đầu tư. Tại vì mình cảm thấy nó rủi ro cho nên mình đã thanh lý rồi. Liên hệ bên công ty Alibaba thì mình mới phát hiện ra mình có sự tái đầu tư 7 lô tiếp theo, nhưng mà thực sự mình coi chữ ký thì không phải là của mình. Đối với một trường hợp thì có dấu hiệu là làm giả hồ sơ giấy tờ, có thể là nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Và một số cái hồ sơ về chứng từ thanh toán thì mình thấy là có vi phạm về cái việc báo cáo thuế và tài chính và có dấu hiệu trốn thuế. Dự án mà cả hai nạn nhân nói trên đầu tư đã vừa bị chính quyền thị xã Phú Mỹ cưỡng chế khôi phục hiện trạng ban đầu do xây dựng hạ tầng trái phép. Để đủ điều kiện phân lô bán nền, một dự án như thế này cần tuân thủ nhiều thủ tục bắt buộc. Cụ thể tại Bà Rịa Vũng Tàu, với diện tích trên 5.000 m², phải lập dự án, có pháp nhân là doanh nghiệp. Tuy nhiên, dự án Alibaba Tân Thành Center City 5 lại có chủ đất là cá nhân. Nhưng kể cả như thế, quý vị có thể thấy với các điều kiện pháp lý ở đây, tất cả các yêu cầu quan trọng nhất thì dự án này đều không có. Nhiều dự án khác của Alibaba cũng bị các địa phương khẳng định có sai phạm tương tự. Cuối năm 2017, Alibaba quảng cáo dự án Tây Bắc Củ Chi. Ngay lập tức, các cơ quan chức năng của thành phố đã phát đi cảnh báo, Sở Xây dựng xử phạt, Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh ra văn bản cấm công ty này tham gia. Ngay sau đó, công ty này cũng bị các địa phương ở tỉnh Đồng Nai cảnh báo về 18 dự án ma trên địa bàn. Năm 2018, Alibaba đầu tư nhiều dự án tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, xây dựng hạ tầng và giao bán. Tỉnh này nhiều lần xử phạt, gắn biển cảnh báo dự án ma. Đỉnh điểm là hôm 14 tháng 6 năm 2019 đã tổ chức cưỡng chế trả lại hiện trạng ban đầu. Đến giờ này thì chúng tôi khẳng định là những cái mà quảng bá như công ty Alibaba thì chưa được cấp thẩm quyền cho phép. Hiệp hội chúng tôi nhận thấy những cái dấu hiệu vi phạm về mặt pháp luật kinh doanh bất động sản của công ty Alibaba là rất rõ ràng. Tôi cho rằng là các cái dấu hiệu đó
cơ quan chức năng cần phải xem xét xử lý hình sự các hành vi của công ty Alibaba về việc sử dụng đất trái quy định pháp luật quy định tại điều 228 của Bộ luật hình sự 2015. Câu hỏi là công ty Alibaba đã thu được bao nhiêu tiền từ khách hàng? Theo bảng giá đất của chính quyền xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, giá đất đền bù nông nghiệp cao nhất tức là ở khu vực 1 chỉ khoảng 100.000 đồng một mét vuông. Theo khảo sát của chúng tôi thì giá mua bán ngoài thị trường cũng tại khu vực này là từ 1 đến 1,2 triệu đồng. Trong khi đó giá bán trong cái gọi là dự án của Alibaba tại đây được ghi trên hợp đồng là 3,7 triệu đồng một mét vuông, tức là gấp 3,7 lần giá thị trường và 37 lần giá đền bù. Trong khi thực tế thì đất gọi là dự án cũng chẳng khác gì đất nông nghiệp vì không được phép xây dựng nhà cửa. Trong khi đó, khi làm việc với cơ quan công an thì đại diện công ty Alibaba cho biết chỉ riêng thị xã Phú Mỹ công ty này đã giao dịch 3.333 lô đất nền, tổng giá trị là hơn 771 tỷ đồng. Một câu hỏi chắc là rất là nhiều quý vị khán giả sẽ đặt ra là tại sao một doanh nghiệp có nhiều sai phạm trong một thời gian dài như vậy, báo chí, hiệp hội bất động sản, chính quyền các địa phương liên tục cảnh báo và vẫn có thể tồn tại và lừa tiền của nhiều người dân đến như thế. Những phân tích của các cơ quan chức năng và giới chuyên gia đưa ra sau đây có thể là một phần câu trả lời. Họ làm vào các ngày nghỉ và ban đêm, thì theo tìm hiểu các cái người dân xung quanh thì các cái khu vực đất, đặc biệt khu vực đất của ông Lực, thì họ làm từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng, nên lực lượng thì ở địa phương thì cũng mỏng và khi kiểm tra thì chúng ta cũng khó phát hiện được. Bán đất, bán nền nhưng mà dưới danh nghĩa là hợp đồng có vốn. Thì cái này thì thực ra là cái quan hệ dân sự thì chưa rõ ràng để xác định được có dấu hiệu sự. Thì cơ quan điều tra cần phải tiếp tục có thời gian để xác minh, điều tra thêm. Công ty Alibaba đã lợi dụng cái kẽ hở của luật kinh doanh bất động sản để thực hiện các cái thỏa thuận về đặt cọc giữ chỗ, về hợp đồng hợp tác, hợp đồng góp vốn và hứa mua hứa bán. Họ tự vẽ nên các bản đồ quy hoạch chi tiết và không được cơ quan chức năng phê duyệt. Do đó cái đối tượng của hợp đồng này không rõ ràng, không cụ thể và hoàn toàn chưa có thật tại thời điểm các bên giao dịch cái dân sự này. Thì cái yếu tố này dẫn đến cái việc hợp đồng này sẽ bị vô hiệu khi mà tòa án xem xét giải quyết. Các cái vị trí lô LK8 ô số 15 và đường 8M hiện nay, theo như thông tin các cơ quan chức năng cung cấp thì cái dự án này không được phê duyệt. Công ty Alibaba bán đất nền không đủ pháp lý nhưng cam kết lợi nhuận cao với người mua đất. Nếu không bán được thì sẽ được công ty mua lại với lợi nhuận 15% trên 6 tháng hoặc là từ 25 đến 28% trong một năm. Có biểu hiện lấy tiền của người mua sau trả cho người mua trước. Và như đã nói thì nhiều nạn nhân muốn thanh lý hợp đồng đã không thể rút tiền ra, phải đi kiện tụng rất là mệt mỏi. Với tất cả những dấu hiệu đó thì nhiều người nghi ngờ hoạt động của công ty này có hình thức như một mô hình Ponzi, mô hình lừa đảo kinh điển trên thế giới thường thấy trong hoạt động của các công ty đa cấp. Sau đây là một số phân tích của các chuyên gia. Mô hình Ponzi lấy theo tên của Charles Ponzi, người nổi tiếng với việc áp dụng mô hình này. Về cơ bản là mô hình huy động vốn của người sau trả cho người trước với cam kết trả lợi tức rất cao. Một số đặc điểm của Ponzi: cam kết mang lại lợi nhuận cao, thường cao từ gấp 3 lần lãi suất ngân hàng trở lên là rất đáng ngờ. Các hình thức đầu tư thường không đúng pháp luật, không đủ pháp lý. Chi tiết, cách thức đầu tư được giữ bí mật hoặc làm ra vẻ huyền bí, phức tạp. Người tham gia không kiểm soát được khoản đầu tư. Người tham gia đầu tư thường không rút được tiền. Tháp Ponzi tất yếu sẽ sụp đổ vì nguồn tiền không thể huy động mãi. Vụ lừa đảo Ponzi nổi tiếng nhất được ghi nhận trong lịch sử được tiến hành bởi Bernard Madoff tại Mỹ năm 2008. Ông này tổng cộng đã gây thiệt hại khoảng 50 tỷ đô la cho các nhà đầu tư và sau đó nhận án phạt 150 năm tù. Nhà đầu tư và người dân nghi ngờ rằng đây là cái mô hình Ponzi là rất có cơ sở. Chính vì cái yếu tố pháp lý chưa đầy đủ, họ sẽ hu càng nhiều càng tốt và có khả năng là đến lúc nào đó là cái người đứng đầu cái dự án đó mà có thể là ôm tiền là sẽ bỏ trốn và sẽ gây những cái hậu quả rất là nặng nề ở phía sau.
Dù là bất kỳ hình thức nào thì việc hàng chục dự án đất nền không đủ pháp lý của công ty Alibaba cứ được tự do quảng cáo mua bán thì càng để lâu hậu quả sẽ càng nặng nề. Sự vào cuộc của ngành chức năng, việc lên tiếng của giới chuyên gia và báo chí là vô cùng cần thiết để ngăn chặn sớm nhất những hậu quả đó. Đấy cũng là lý do chúng tôi đã cố gắng vào cuộc để quý vị có cái nhìn tổng quan nhất về câu chuyện này. Trên thực tế thì tại dự án Alibaba Tây Bắc Củ Chi, khi chính quyền thành phố Hồ Chí Minh có biện pháp cứng rắn kịp thời, hiện đã không còn dự án ma nào của công ty này còn tồn tại. Nhưng tại nhiều địa phương khác, tình hình trở nên càng phức tạp. Đơn cử như vụ cưỡng chế mới đây ở Bà Rịa Vũng Tàu đã trở thành điểm nóng dư luận, ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự, uy tín của chính quyền địa phương và nghiêm trọng hơn cả là sự nghiêm minh của pháp luật. Đây chỉ là một vài hình ảnh xảy ra trong buổi cưỡng chế. Sau khi chống đối, đập phá xe cuốc của lực lượng chức năng, một số đối tượng đã bị đưa về trụ sở, hai người vừa bị khởi tố và bắt tạm giam. Xử lý cái khu đất này đó là theo đúng pháp luật, vì cái thời gian mà xử phạt hành chính và đến cái lúc mà cưỡng chế thì theo quy định là đúng quy định. Khu đất này là quy hoạch một phần của cái đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu sắp triển khai tới đây. Trường hợp này là trường hợp phải xử lý ngay và xử lý nóng. Thì trong từ đây tới năm 82 năm 2019 chúng tôi cũng đã xử lý kiên quyết và sẽ cưỡng chế đối với những cái khu đất mà phân lô bán nền mà không đúng theo quy định của pháp luật. Nhưng cũng đừng quên, để có được kết quả đó, chính quyền đã phải huy động hàng trăm công an, cảnh sát cơ động và cán bộ địa phương. Và đây mới chỉ là dự án đầu tiên mà thôi. Công ty Alibaba có tới 7 dự án vẫn đang tồn tại trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Một dự án khác cũng vừa bị chính quyền ra quyết định cưỡng chế. Chủ đất đã vội cho xe cuốc múc đất để phủ lên các con đường nhựa làm trái phép nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Học cái gì đó làm công an xã? Học ngu. Học đó làm công an xã. Làm gì anh chị để ý mấy thằng mà nó quậy quậy ở phá làng phá xóm làm cái gì thì kêu vô làm công an xã. Nó chẳng chịu đi học. À, học cái gì đó làm chủ tịch xã? Học làm côn đồ. Với thái độ và luận điệu xuyên tạc như vậy của người tự xưng là CEO của Alibaba, khó trách được công ty này lại coi thường chính quyền, coi thường pháp luật đến như vậy. Ngoài Bà Rịa Vũng Tàu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng cho biết trên địa bàn vẫn còn 27 dự án ma của công ty Alibaba. Tuần trước, công ty này còn giao bán dự án mới tại tỉnh Bình Thuận. Và liên quan đến những phát ngôn của vị lãnh đạo công ty Alibaba mà quý vị vừa theo dõi, thì diễn biến mới nhất là trên trang fanpage của công ty này vừa đăng tải một bức thư xin lỗi. Nội dung thì quý vị có thể thấy đây ạ. Ông này đã gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành tới những vị như là chủ tịch xã, lực lượng công an xã trên đất nước Việt Nam. Cũng không quên nhấn mạnh ở cuối thư là công ty này đã đặt mục tiêu sau 4 năm nữa sẽ thành lập tập đoàn địa ốc lớn nhất Đông Nam Á, giúp các khách hàng giàu lên, có số má khu vực Đông Nam Á. Chỉ tiếc là ông này vẫn chưa nhắc gì đến chuyện các dự án đang sai phạm thì bao giờ sẽ đi vào hoạt động đúng pháp luật.